Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay 12 tháng 1 nhé. Mới đây thì netizen đang chia sẻ rất nhiều về một cuốn sổ được cho là sổ thị tẩm của ông Lê Tùng Vân. Và bên cạnh đó thì mới đây Cục Trẻ Em cũng đã vào cuộc và yêu cầu gỡ bỏ tất cả những hình ảnh liên quan đến trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai. Được biết thì cuốn sổ thị tẩm này được cho là quyển sổ ghi chép cụ thể lịch gặp gỡ và ân ái của những người phụ nữ có liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai và ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên thì nhiều người đã chỉ ra đây là hình ảnh đã được công an công bố rộng rãi khi mà khám xét tại tỉnh Thất Bồng Lai. Trong quá trình khám xét thì cơ quan công an đã kiểm tra các sổ sách giấy tờ tại tỉnh Thất Bồng Lai. Tất cả nội dung ghi chép thì đều được bảo mật. Ở một diễn biến khác thì mới đây Cục Trẻ Em cho biết đã có công văn gửi tới Cục An toàn Thông tin đề nghị kiểm tra và xử lý các tài khoản fanpage có chia sẻ hình ảnh trẻ em trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai. Ông Đặng Hoa Nam là Cục trưởng Cục Trẻ Em có nhấn mạnh rằng các em là nạn nhân và cần được bảo vệ. Chúng tôi yêu cầu cần phải gỡ bỏ và dừng hết việc tiết lộ những thông tin có liên quan tới đời sống cá nhân của trẻ em ở đây. Trách nhiệm tìm hiểu thông tin là thuộc về cơ quan pháp luật và cơ quan điều tra để xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Ông cũng cho biết thêm rằng trên mạng xã hội Facebook đang đăng tải và chia sẻ các thông tin cũng như hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại tỉnh Thất Bồng Lai. Và điều này thì đã vi phạm đến bí mật sống riêng tư, bí mật cá nhân của các em và làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh sau này. Ngoài công văn gửi đến cho cơ quan quản lý đề nghị có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định tại luật trẻ em, Cục Trẻ Em cũng đang kêu gọi cộng đồng và người dùng mạng xã hội hãy ngừng chia sẻ những thông tin chi tiết và những hình ảnh rõ mặt tên tuổi để giữ bí mật đời tư cho các em nhỏ. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, mới đây thì người hâm mộ của cặp đôi Bình An và Bùi Phương Nga đang rất mong chờ sau khi mà có thông tin cho rằng cặp đôi này chuẩn bị về chung một nhà do chính chủ tiết lộ. Chuyện tình cảm của diễn viên Bình An và hậu Phương Nga thì vốn không còn xa lạ với khán giả nữa. Được biết thì cả hai gặp nhau vào năm 2017 tại cuộc thi Hoa Khôi Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong nhiều năm công khai hẹn hò thì cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thân mật bên nhau nên là không ít khán giả đang rất mong chờ về một đám cưới trong tương lai gần. Đặc biệt là cách đây không lâu khi được hỏi về chuyện đám cưới thì Phương Nga cũng từng chia sẻ rằng cô và Bình An chưa có ý định gì cả. Nếu như trong tương lai có thì chắc chắn là cặp đôi này sẽ nói với mọi người để mọi người có thể cùng chúc phúc. Cho tới ngày hôm nay thì nam diễn viên Bình An vừa thông báo tin vui mới của bản thân trên story cá nhân của mình. Cụ thể thì nam diễn viên có đăng tải hình ảnh khoe nhà mới đang trong quá trình hoàn thiện và kèm theo dòng chữ "Cố lên nào, sắp xong rồi". Trước đó thì nam diễn viên này cũng từng hé lộ chuyện mua nhà vào tháng 10 năm 2021 vừa qua. Và có thể thấy là trong hình ảnh ngôi nhà mới của Bình An thì vẫn còn khá là bộn bề, nhiều đồ đạc chưa được sắp xếp. Tuy nhiên thì ngôi nhà mới mà Bình An chia sẻ thì vẫn chưa phải là điều khiến cho khán giả chú ý nhất, vì trong ảnh còn có sự xuất hiện của bạn gái Bình An, đó chính là Á hậu Bùi Phương Nga. Trong khi Bình An chụp ảnh thì Phương Nga lại đang tập trung với việc riêng. Chính vì vậy mà nhiều người cho rằng có vẻ như là cả hai đang rất chăm chút cho không gian của ngôi nhà và ngầm dự báo về việc là họ sắp về chung một nhà. Tuy nhiên thì đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng thôi. Có thể là Phương Nga cũng chỉ tới để sắp xếp và trang trí không gian sống giúp cho bạn trai của mình. Hiện tại thì cả hai vẫn chưa đưa ra bất cứ một phản hồi nào về việc về chung một nhà trong tương lai. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay. Hôm qua 11 tháng 1, Thùy Tiên đã chính thức trở về Việt Nam sau khi đăng quang. Tuy nhiên thì cư dân mạng lại chú ý tới hình ảnh cho thấy mẹ ruột của Thùy Tiên bất ngờ gọi xe về giữa một sự kiện. Sau khi hoàn thành chặng đường dài chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế thì Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp lớn như là Miss Grand. Và vào ngày hôm qua thì Thùy Tiên đã trở về nước và nhận được một món quà đặc biệt, đó chính là sự kiện Homecoming Ceremony, còn được biết tới là lễ vinh danh về nhà. Tại buổi gặp gỡ thân mật tại sân vận động Phú Thọ thì bố mẹ của Thùy Tiên đã có mặt từ rất sớm để chung vui cùng với con gái. Bà Phạm Thị Gấm chính là mẹ của nàng hậu đã cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt tay của con để bước lên sân khấu. Tuy nhiên thì vì lý do sức khỏe nên bà đã được người thân đưa ra phía bên ngoài để nghỉ ngơi. Nhận thấy tình hình không ổn nên mẹ của tân hoa hậu đã phải gọi xe công nghệ về nhà trước một mình. Khoảnh khắc này thì vô tình được ghi lại bởi người đi đường và kèm theo cả một đoạn clip ngay sau đó cũng được chia sẻ lên mạng xã hội và cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Riêng về phía Thùy Tiên thì cô vẫn tiếp tục lịch trình dày đặc của mình. Người đẹp vẫn chưa có nhiều thời gian để ở cạnh gia đình trong thời điểm này. Và ngày hôm nay 12 tháng 1 thì hơn 40 y bác sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã cùng xuống đường để cầm băng rôn và cầu cứu vì đã bị nợ lương trong suốt hơn 8 tháng vừa qua. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1, hơn 40 nhân viên y tế tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam đã xuống đường để cầu cứu. Người thì cầm giấy, người lại cầm băng rôn để đứng ở trước cổng bệnh viện cầu cứu người đi đường. Hãy lên tiếng bảo vệ cho các bác sĩ ở đây.
Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc trên thì bắt nguồn từ việc các y bác sĩ tại bệnh viện này đã bị nợ lương hơn 8 tháng vừa qua. Được biết thì các nhân viên y tế tại bệnh viện Tuệ Tĩnh đã bị nợ 50% số lương cơ bản. Thậm chí là vào tháng 12, 50% số lương được xem là cố định sẽ trả hàng tháng, nhưng các bác sĩ vẫn chưa hề nhận được. Theo kế toán viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, sau lần kêu cứu và gửi đơn vào hồi cuối tháng 11 vừa qua, mặc dù lãnh đạo của học viện đã làm việc với Bộ Y tế và các ban ngành để giải quyết quyền lợi cho hơn 160 y bác sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, phía bệnh viện vẫn chưa nhận được một động thái nào từ các lãnh đạo cả. Thậm chí tiền lương tháng 12 vẫn còn nợ 100%. Nguyên nhân trước tình trạng nợ lương liên tiếp như vậy thì phía ban giám đốc của bệnh viện thông báo ở thời điểm hiện tại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên chưa thể tìm ra nguồn thu, vì vậy mà chưa thể có tiền trả lương cho nhân viên vào tháng 11 năm 2021. Phần khác nữa là do dịch bệnh bắt đầu từ cuối năm 2019 thì bệnh viện đã không có thêm nguồn thu. Được biết thì Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã tự ý xin chủ trương từ bệnh viện công sang tự chủ. Chính vì thế mà 100% nguồn thu và hỗ trợ của bệnh viện thì đều đến từ lượng bệnh nhân đến khám. Tuy nhiên thì nếu như xét về năng lực thì Bệnh viện Tuệ Tĩnh không đáp ứng đủ điều kiện để tự chủ. Nếu như tình trạng dịch bệnh này vẫn tiếp diễn, lượng bệnh nhân không có thì tất cả cán bộ và nhân viên y tế của bệnh viện sẽ sống như thế nào với những đồng lương ít ỏi như thế này? Trước tình trạng nợ lương trên thì đã khiến cho nhiều cán bộ nhân viên và các y bác sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh vô cùng bức xúc. Nhiều người đã phải cầm giấy xuống đường để cầu cứu người dân với dòng chữ "Hãy cứu lấy Blue Trắng". Nhiều y bác sĩ trong số 40 người đã xuống đường cầm băng rôn để cầu cứu vì bị nợ lương, đã tâm sự rằng họ đã gắn bó với nghề và với Bệnh viện Tuệ Tĩnh này từ rất lâu rồi nên đã cố gắng để trụ lại. Tuy nhiên thì với số lương ít ỏi và theo họ là không xứng đáng với công sức của các y bác sĩ bỏ ra thì khiến cho họ cảm thấy vô cùng bức xúc. Trước buổi biểu tình vào hôm 11 tháng 1 vừa qua của các cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh, một vị lãnh đạo của Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam có ra chứng kiến và đã từ chối trả lời vấn đề khi được phỏng vấn đề cập đến. Người này có chia sẻ rằng, việc này thì chúng tôi cần phải bàn bạc và xin chỉ đạo của cấp trên nên sẽ cung cấp lại thông tin sau. Sau khi thông tin về việc là Tân Hoàng Minh đã chấm dứt việc mua bán đấu giá một lô đất để xây dựng khu đô thị mới, thì mới đây Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh lại về những dự án của tập đoàn này. Vào chiều ngày 11 tháng 1, thì đại diện của tập đoàn Tân Hoàng Minh đã xác nhận là ông Đỗ Anh Dũng, là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã gửi thư đề nghị xin chấm dứt hợp đồng mua lô đất đấu giá thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Được biết thì khi rút cọc khỏi dự án này thì phía Tân Hoàng Minh chấp nhận là mất trắng khoản tiền gần 600 tỷ đồng. Trong thư thì ông Đỗ Anh Dũng đã xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3, 12 khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm và chấp nhận mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật. Trong thư thì phía đại diện của Tân Hoàng Minh đã giải thích rằng việc đơn phương chấm dứt hợp đồng để nhằm đảm bảo một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản, lợi ích của tập thể và của xã hội lên trên. Ông Dũng cũng khẳng định rằng sau khi đấu giá chúng, ông và tập đoàn cũng đã lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội và thấy rằng kết quả chúng đấu giá cao như vậy thì có thể dẫn đến hệ lụy không tốt. Trước sự việc bất ngờ đơn phương rút khỏi lô đất vàng ở Thủ Thiêm, nhiều chuyên gia nhà đất và chuyên gia tài chính đã cho rằng điều này cũng tốt cho thị trường bất động sản hiện tại. Bởi sau vụ việc trên thì có thể là giá nhà và giá đất ở khu vực Thủ Đức sẽ dịu trở lại và trở về mức giá thực tế hơn. Các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì cũng theo đà đó mà giảm xuống, trừ những huyện đang có đề án trở thành thành phố hoặc là lên quận. Ngay sau khi tập đoàn Tân Hoàng Minh chúng đấu giá khu đất Kim Cương nói trên, được biết thì động thái của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đã diễn ra chỉ sau khi mà xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về việc là tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng giá lô đất có diện tích là 10.060m2 tại khu đô thị Thủ Thiêm với mức giá là 24.500 tỷ đồng, tức là rơi vào khoảng 2,45 tỷ đồng một mét vuông. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, sau khi xác minh điều tra thì phía Cục Cảnh sát cho biết 11 dự án của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội đang trong diện xác minh được nêu rõ. Cũng theo nguồn tin này thì bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2021, một số sở ngành thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã cung cấp cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu các tài liệu về việc là chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến 11 dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay 12 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.